Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 87. Chu Phạn nhìn khu vực thời không đó một lúc lâu rồi nói, "A ông thúc, thúc trông chừng nơi này giúp ta, có động tĩnh gì lập tức báo cho ta." A ông gật đầu, "Được." Chu Phạn xoay người rời đi. Trong một đại điện cũ kỹ, Chu Phạn ngồi ở vị trí đầu, trong điện là các nhân vật chủ chốt của Đại Chu. Chu Phạn nhìn mọi người, sau đó nói, các vị có thể tự do phát biểu. Đạo quân lập tức đứng dậy, ông ta hơi cúi người xuống, sau đó nói, điện hạ, mặc dù Đại Chu thắng trong trận chiến này, nhưng ác đạo Minh sẽ không bỏ cuộc nên chúng ta vẫn phải chuẩn bị trước. Khi biết được Hoàng đế Đại Chu ra lệnh phong tỏa tất cả tin tức về người phụ nữ váy trắng, ông ta đã biết ý đồ của Hoàng đế Đại Chu. Hoàng đế Đại Chu này đã dấy lên ý định chém giết với ác đạo Minh. Nhưng điều này cũng bình thường, trận chiến này khiến Đại Chu suýt nữa bị diệt vong, sao có thể dễ dàng buông bỏ hận thù này được. Không chỉ Đại Chu không buông, chắc chắn ác đạo Minh cũng sẽ không buông. Hai bên đã đến mức ta sống ngươi chết rồi. Chu Phạn bỗng nói, Chu Di. Có thuộc hạ. Một người đồ đen bỗng xuất hiện chính giữa đại điện. Người này chính là thủ lĩnh tình báo Đại Chu, nắm quyền tất cả tổ chức tình báo của Đại Chu. Chu Phạn nói, có điều tra được gì không? Người áo đen gật đầu nói, ác đạo điện này có tất cả 10 điện, người lúc trước đến xâm phạm Đại Chu ta là người của điện thứ 10, người đàn ông đồ đen đó là điện chủ của điện thứ 10, ta không biết tên của ông ta, chỉ biết ông ta trở về từ Đăng Thiên Vực. Chu Phạn nhíu mày, Đăng Thiên Vực. Người áo đen gật đầu, thuộc hạ cũng không biết rõ đây là nơi nào, chỉ biết là thực lực của tất cả cường giả cảnh giới khai đạo từ nơi này trở về đều vượt xa các cảnh giới khai đạo cùng cấp. Chu Phạn nhíu mày suy nghĩ. Người đồ đen nói tiếp, hiện giờ chỉ biết được ác đạo Minh có 10 điện, còn thực lực 9 điện khác thế nào, chúng ta hoàn toàn không biết, cũng không có cách nào để điều tra. Đạo quân bỗng nói, chuyện này không vội. Mọi người nhìn đạo quân. Đạo quân nói, cả điện thứ 10 đều bị tiêu diệt, ác đạo Minh không thể không có động tĩnh, chúng ta đợi thì tốt hơn, chúng sẽ chủ động đến tìm chúng ta. Chu Phạn gật đầu, sau đó nói, theo các vị thấy, có cần xây dựng lại Hoàng thành Đại Chu không? Đạo quân lắc đầu, tạm thời không cần thiết. Xây lại Hoàng thành dĩ nhiên là chuyện nhỏ hết sức đơn giản với Đại Chu, dù sao cũng đều là người có tu vi thông thiên. Từ Thiên khẽ gật đầu, quả thật không cần thiết, nếu ác đạo Minh lại đến thì sẽ xảy ra một trận chiến lớn, như thế sẽ chẳng còn gì. Chu Phan gật đầu, sau đó nhìn Chu Di, thả tất cả mọi người ra, có động tĩnh gì thì về báo bất cứ lúc nào. Chu Di cúi người xuống, sau đó biến mất trong điện. Một canh giờ sau, giải tán. Chu Phan bỗng nói, Nguyên tướng, Đạo quân, Từ Thiên, các ông dừng bước. Ba người nhìn nhau. Sau đó dừng lại. Sau khi mọi người rời đi, Chu Phạn xòe tay ra, ba quả đạo linh bay đến trước mặt ba người. Nhìn thấy quả đạo linh này, vẻ mặt ba người hơi thay đổi. Chu Phạn nói, đây là tiểu quân bảo ta đưa cho các ông. Hắn nói trước đó ba vị đã giúp sức rất nhiều, hắn không bao giờ quên, dĩ nhiên Đại Chu cũng sẽ không bao giờ quên. Nguyên tướng trầm giọng nói, điện hạ, quả này. Chu Phạn nói, vật này có thể giúp ba vị tăng tu vi và thực lực, hơn nữa có thể thay đổi thể chất và huyết mạch của ba vị, tác dụng rất lớn. Nguyên tướng do dự một lúc, sau đó nói, điện hạ, ra sức vì Đại Chu là bổn phận của vi thần. Từ Thiên ở một bên bỗng nhận lấy quả đạo linh, sau đó hai tay chắp lại, cảm ơn điện hạ, cảm ơn Diệp công tử. Đạo quân vốn dĩ còn muốn từ chối nhưng nhìn quả đạo linh đang tỏa ra mùi thơm hấp dẫn trước mặt. Cuối cùng ông ta cũng không thể hiện cảm xúc ra ngoài. Sau khi nhận lấy quả đạo linh, ông ta cúi người nói, cảm ơn điện hạ và Diệp công tử. Thấy thế khóe môi nguyên tướng khẽ giật, hòa thượng và đạo sĩ này đúng là chẳng có phong thái và khí khái gì cả. Chẳng phải chỉ là một quả đạo linh thôi sao? Có gì hiếm lạ đâu. Lúc này Chu Phạn bỗng nói, quả này là thần vật của nền văn minh cấp 5. Nền văn minh cấp 5. Nguyên tướng sửng sốt, sau đó nhận lấy quả đạo linh đó, cảm ơn điện hạ, cảm ơn Diệp công tử. Khí khái. Phong thái. Đó là gì cơ chứ? Đạo quân,
Từ Thiên. Chu Phạn mỉm cười, sau đó nói, Đại Chu không chỉ là Đại Chu của nhà họ Chu ta mà còn là Đại Chu của các vị. Đại Chu ta không chỉ có thể có hoạn cùng chia, còn có thể có phúc cùng hưởng. Dứt lời, cô ta đứng lên, ta muốn làm cho Đại Chu trở nên huy hoàng lần nữa, vượt qua thời đại của Thủy Tổ năm đó. Ba người đạo quân nhìn nhau, sau đó cúi người đồng thanh nói, bọn ta sẵn lòng đi theo điện hạ. Chu Phạn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ngoài điện, một lúc sau, cô ta nhắm mắt lại. Cô ta thích Diệp Quân là thật nhưng cô ta tuyệt đối không để cho bản thân trở thành vật trang trí. Cô ta muốn làm nên sự nghiệp của mình. Cô ta muốn trở thành vị nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử Đại Chu. Thập Điện Ác Đạo. Từ sau khi đám người Thập Điện chủ bị giết, Thập Điện Ác Đạo đã trở nên vắng lặng, cực kỳ lạnh lẽo. Một bà lão đứng trong đại điện. Chính là ác bà đó. Lúc biết tin Thập Điện chủ và Việt Tôn đã chết, ác bà cực kỳ kinh ngạc, sau đó cảm thấy sợ hãi. Đánh thua thật rồi. Mà điều khiến bà ta cảm thấy khó hiểu là rốt cuộc đám người Thập Điện chủ chết thế nào. Trong tình huống bình thường, cho dù đám người Thập Điện chủ không thắng, nhưng cũng rất dễ dàng rút lui, dù sao với thực lực của họ, muốn chạy thì có mấy cường giả cảnh giới khai đạo cũng không làm gì được họ. Nhưng lần này cường giả Thập Điện ác đạo đến Đại Chu đều chết hết. Quá vô lý. Ác bà không chạy đi ngay mà đến Thập Điện ác đạo, vì nơi này có rất nhiều thần vật và tổ mạch mà Thần Điện ác đạo cướp được. Đám người Thập Điện chủ đã chết, vậy thì giờ những thứ này đều là của bà ta. Vốn dĩ bà ta không muốn đến, dù sao bây giờ nơi này cũng đã là nơi nguy hiểm nhưng vẫn không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn. Sau khi thu dọn tất cả mọi thứ, cuối cùng ác bà nhìn Thập Điện ác đạo một lần cuối, sau đó xoay người đi ra ngoài. Lúc bước ra khỏi đại điện, bà ta cũng không kiềm chế được mà nhếch môi cười. Vì bà ta lấy được hơn 1.000 tổ mạch, các thần vật khác cũng rất nhiều, nếu bán đi, tổng giá trị ít nhất là 3.000 tổ mạch. Phát tài thật rồi. Thế nhưng chẳng mấy chốc nụ cười của bà ta cứng đờ. Chỉ thấy một thiếu niên đi tới từ phía đối diện, thiếu niên mặc bộ đồ đen rộng, tóc dài búi cao, mày sắc như kiếm, phong thái tuyệt thế, tay trái còn cầm một thanh đao không vỏ, thanh đao rộng hai ngón tay, dài khoảng 3 tấc 5, toàn thân màu đen sẫm, lưỡi đao lóe lên ánh sáng bí ẩn. Nhìn thấy người đến, ác bà nhíu mày, ngươi là ai? Thiếu niên đi thẳng đến trước mặt ác bà híp mắt, trong lòng dấy lên phòng vệ, ngươi là ai? Thiếu niên nhìn ác bà, trong mắt không có chút gợn sóng, người của Thập Điện đã chết, tại sao chỉ có mình bà còn sống? Ác bà biến sắc, run giọng nói, ngươi là, thiếu niên lắc đầu, người lâm trận bỏ chạy phải chết. Vừa dứt lời, đao đã rút ra khỏi vỏ. Ác bà cảm thấy sợ hãi, vừa định ra tay, nhưng ngay sau đó chỉ thấy thời không trước mặt bà ta bỗng trở nên kỳ lạ. Thoáng chốc. Vụt. Cổ họng ác bà nứt ra, dòng máu phun ra ngoài. Ác bà trợn tròn mắt, hoảng sợ nói, đại đạo thời gian. Thiếu niên mặc kệ ác bà, xòe tay ra, chiếc nhẫn trên người ác bà bay vào trong tay thiếu niên cất chiếc nhẫn đi, sau đó đi về phía đại điện phía xa. Lúc này 12 cường giả cầm đao mặc đồ đen bỗng xuất hiện phía sau thiếu niên. 12 người đều là cường giả cảnh giới khai đạo. Khi thiếu niên bước vào đại điện, một cô gái mặc đồ trắng đã chờ sẵn ở đây, cô gái khoảng 20 tuổi, mặc một chiếc váy, mặc dù cô ta không có tư thái tuyệt thế nhưng lại rất thanh tú và quyến rũ. Cô gái đồ trắng cúi người xuống, cửu điện chủ, đã điều tra ở chỗ của Đại Chu. Cửu điện chủ. Ác bà ở ngoài điện nghe được xưng hô này, đầu óc bỗng chốc trống rỗng. Điện thứ 9 của ác đạo điện. Điện chủ này thế mà còn trẻ như vậy. Thiếu niên áo đen không đáp lời mà đi đến trước ngai vàng, ngước nhìn nó hồi lâu rồi nói, mấu chốt không nằm ở Đại Chu, mà nằm ở thanh niên đến từ chân vũ trụ kia Diệp Quân. Cường giả áo trắng, đã điều tra kỹ càng. Thiếu niên, nói. Cô gái, hắn đến từ vũ trụ Quan Huyên chứ không phải chân vũ trụ. Năm xưa hai nơi này từng là tử địch. Sau đó người này cũng là thiếu chủ thư viện Quan Huyên đã đến hệ Ngân Hà một chuyến. Hắn làm quen được với chân thần, rồi không biết vì sao họ lại ở bên nhau,
thế là hai vũ trụ giải quyết với nhau bằng biện pháp hòa bình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiếu niên nhíu mày, hệ Ngân Hà. Cô gái gật đầu, vâng, là một nơi ở rất rất xa. Thiếu niên dùng ngón tay nhịp nhẹ lên chuôi đao, điều tra. Cô gái tỏ vẻ do dự, người của chúng ta không vào được. Thiếu niên chậm rãi xoay người lại, không vào được. Cô gái gật đầu, thấp giọng nói, có một cường giả bí ẩn đang trấn giữ nơi ấy, người của chúng ta chưa kịp đến gần đã bị giết. Thiếu niên khẽ nheo mắt. Cô gái tiếp tục, nơi ấy rất kỳ lạ, lại còn không có vũ trụ kiếp. Thiếu niên xoay người đi đến trước ngai vàng, không ngồi lên mà tiếp tục nhịp tay lên chuôi đao, vũ trụ bao la, không thiếu chuyện lạ. Nói về tên Diệp Quân kia đi. Cô gái áo trắng gật đầu, người này hiện đang đứng đầu vũ trụ quan huyên, tuy chỉ có 9 phần thần tính nhưng mạnh vô cùng, từng một mình chiến đấu với 5 cường giả cảnh giới khai đạo. Hắn có lợi dụng một thanh thần kiếm không rõ tên và sức mạnh huyết mạch nhưng bản thân vẫn không thể xem thường. Thiên tài như vậy ở ngoài đăng thiên vực thật sự là hiếm thấy. Thiếu niên, nhưng hắn tuyệt đối không giết được thập điện chủ. Cô gái hạ giọng, cái chết của thập điện chủ và những người kia rất kỳ lạ. Chiến trường đã bị người nào đó xóa sổ bằng biện pháp đặc thù, chúng ta có đi ngược thời gian cũng không tra ra được gì. Thiếu niên thì thầm, Đại Chu đang cố tình giấu giếm. Cô gái gật đầu, phải. Thiếu niên nhắm mắt lại, đơn giản là có hai nguyên nhân. Một, họ không muốn con át chủ bài bị lộ tẩy, muốn tập trung đánh một đòn chí mạng. Hai, muốn ác đạo minh chúng ta đánh giá sai sức mạnh của người đứng sau Diệp Quân, cố tình khiến chúng ta tiếp tục nhằm vào hắn. Hắn ta mở mắt, nói với cô gái, người nghĩ là cái nào hả Chăn Tuyết? Cô gái trầm ngâm hồi lâu, khó mà nói. Thiếu niên, trong lòng ngươi chọn cái thứ hai, nhưng lại không chịu thừa nhận. Chăn Tuyết gật đầu. Thiếu niên bỗng đổi chủ đề, ta từng gặp thập điện chủ. Chăn Tuyết ngẩng lên, nghe hắn ta tiếp tục, sức mạnh của ông ta nếu đem so với toàn vũ trụ thì đương nhiên chẳng đâu vào đâu, nhưng trong vũ trụ này thì chắc chắn thuộc hạng đầu. Cho dù 10 cường giả cảnh giới khai đạo hợp sức cũng chưa chắc giết được. Nhưng lại có người có thể xóa sổ, hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn, chứng tỏ đối phương mạnh hơn ông ta rất nhiều. Ngón tay trái hắn ta lại gõ nhẹ lên chuôi đao, người tên chân thần kia có thể có khả năng này, nhưng cô ta đang trấn áp vũ trụ kiếp, không thể đến đây. Nói cách khác, chúng ta đã đánh giá sai về sức mạnh của vũ trụ quan huyên, không, phải là sức mạnh của người chống lưng cho Diệp Quân mới đúng. Chăn Tuyết đồng tình, Thiếu niên lại nói, đến Đại Chu. Chăn Tuyết ngạc nhiên, e ngại nói, người của chúng ta vẫn đang điều tra chống lưng của Diệp Quân, điện chủ có thể đợi thêm không? Thiếu niên chỉ nói, chúng ta không còn đường lui. Chăn Tuyết im lặng. Thập điện bị tiêu diệt là việc vô cùng nghiêm trọng. Nó còn lan truyền khắp vũ trụ, nếu ác đạo minh còn tiếp tục án binh bất động thì sẽ bị các thế lực khác xem là gì. Bao nhiêu uy tín đều đổ xuống sông cả. Vì vậy họ mới phái ra điện chủ và các cường giả cao cấp của cửu điện để chứng minh bọn họ xem trọng việc này như thế nào. Chăn Tuyết trần trừ một hồi rồi nói, tất cả lui ra đi. Các cường giả áo đen không nhúc nhích, đồng loạt nhìn thiếu niên áo đen. Hắn ta phất tay. Bọn họ mới lặng lẽ biến mất. Chăn Tuyết nói, thiếu chủ. Đại Chu cố tình giấu đi tin tức là để chúng ta đánh giá sai người đứng sau Diệp Quân, dụ chúng ta tiếp tục nhằm vào hắn. Vì sao chúng dám làm vậy? Bởi vì chúng tin rằng người kia mạnh hơn ác đạo minh. Cô ta dừng lại ở đây, ngước lên nhìn thiếu niên. Hắn ta gật đầu, ta biết nỗi lo của ngươi. Ta tuy mạnh hơn thập điện chủ nhưng cũng không hơn bao nhiêu, nếu đối phương có thể giết ông ta thì cũng có thể giết ta. Chăn Tuyết gật đầu, vâng. Thiếu niên chợt hỏi, nhưng Chăn Tuyết, ta có nói đến Đại Chu là để giết người kia sao? Chăn Tuyết ngạc nhiên. Thiếu niên tiếp tục, chúng ta không còn đường lui, không có nghĩa là không thể đi đường khác. Hắn ta ấn tay lên chuôi đao rồi xoay người bước xuống. Chăn Tuyết. Đi ra đến cửa đại điện, thiếu niên lại hỏi, người biết vì sao thập điện chủ lại chết không? Vì ông ta không biết sợ, nhưng ta thì đã chứng kiến nhiều rồi. Biết trời cao đất dày đến đâu.
Tuy ta cũng được gọi là mạnh nhưng so với toàn vũ trụ thì chỉ là kiến cỏ trong mắt một số người mà thôi. Nói rồi hắn ta bước ra ngoài. Để lại Chăn Tuyết với một nụ cười trên môi, chư vị tổ tiên Lệ tộc đã không chọn sai người, tộc chúng ta có hy vọng rồi. Khu vực tổ tiên. Khi bước vào một trong những cột sáng kia, khí tức trên người Diệp Quân ngày càng mạnh. Vì đây là truyền thừa. Thật ra truyền thừa của Đại Chu chỉ đơn giản là ký ức của những người tu hành trước kia được sao chép lại rồi truyền vào não bộ. Có người tiếp thu tất cả, có người chọn lọc những gì hữu dụng. Diệp Quân đang làm theo cách thứ hai. Thứ hắn thiếu nhất là kinh nghiệm tu luyện, bởi vì tốc độ tu luyện quá nhanh so với các bậc tiền nhân nên hắn chưa bao giờ tự đúc kết lại kinh nghiệm, vì vậy cực kỳ thiếu hụt ở mảng này. Đã vậy hiểu biết của hắn về thần tính cũng rất ít. Hắn biết rõ sở dĩ bản thân có sức mạnh vượt trội so với cường giả cùng cấp là nhờ vào huyết mạch và kiếm kỹ do cha truyền lại, bằng không thì không thể nào đạt đến mức độ đó. Điểm yếu lớn nhất của hắn chính là cảnh giới. Cũng là thứ hắn đang tìm cách bù đắp. Để tiết kiệm thời gian, Diệp Quân thu hết các cột sáng vào tiểu tháp. Người bảo vệ khu vực tổ tiên của Đại Chu làm như không nhìn thấy. Giờ đây có ai còn không biết thanh niên này là người của Cửu Điện Hạ. Mà Cửu Điện Hạ trở thành nữ đế là chuyện ván đã đóng thuyền. Cùng lúc ấy, Hoàng đế Đại Chu, Chu Phạn và những người khác đang đứng trong một vùng tinh không. Đối diện họ là một thiếu niên áo đen đi cùng một cô gái áo trắng, theo sau là 12 cường giả cảnh giới khai đạo cầm đao. Thế lực này khiến người bên Đại Chu nhíu mày. 12 cường giả cảnh giới khai đạo. Thiếu niên dẫn đầu lại càng sâu không lường được. Đúng là đáng sợ. Nhưng nhờ có kiếm khí mà người phụ nữ váy trắng để lại, hoàng đế vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Ông ta không nghĩ rằng những người này có thể ngăn lại nó. Thiếu niên áo đen mở miệng hỏi, hoàng đế Đại Chu, vị Diệp công tử kia có ở đây không? Hoàng đế, ngươi tìm cậu ấy. Thiếu niên gật đầu, phải. Hoàng đế, Diệp công tử đang tu luyện. Không được quấy rầy. Thiếu niên, không sao, ta ở đây chờ. Hoàng đế Đại Chu nhíu mày. Đạo quân và những người khác không khỏi ngạc nhiên, người của ác đạo minh mà hòa nhã thế à? Thiếu niên áo đen chỉ nhắm mắt, không nói gì nữa. Hoàng đế liếc nhìn hắn ta một cái rồi nói, chúng ta đi. Rồi biến mất cùng các cường giả Đại Chu. Chăn Tuyết nhìn theo. Thấp giọng nói, bọn họ không hề sợ hãi. Thiếu niên, có tra ra lai lịch của nữ kiếm tiên giao thủ với Cơ Tiểu Kiếm và Thương Vũ không? Chăn Tuyết gật đầu, là cô của Diệp Quân, cũng đến từ vũ trụ Quan Huyên, sức mạnh. Không rõ. Thiếu niên, che giấu. Chăn Tuyết, chắc vậy. Bà ta rất ít dùng đến sát chiêu khi giao thủ với Cơ Tiểu Kiếm, đã vậy còn một đánh hai mà không rơi xuống hạ phong, hẳn là che giấu sức mạnh. Thiếu niên im lặng một hồi mới lầm bầm, vũ trụ Quan Huyên. Chăn Tuyết trần trừ, thiếu chủ đến gặp Diệp Quân kia là để. Thiếu niên nhắm mắt lại, nói, người đã biết, còn hỏi ta làm gì. Giữa chúng ta với nhau không cần cứng nhắc như vậy. Chăn Tuyết cúi đầu không nói. Thiếu niên lại hỏi, Chăn Tuyết, người nghĩ thử xem. Ta và Diệp công tử sàn sàn tuổi nhau, nhưng ai mạnh hơn ai? Chăn Tuyết đáp ngay, thiếu chủ. Thiếu niên chỉ cười không nói. Trong tiểu tháp, không biết qua bao lâu sau, Diệp Quân chậm rãi mở mắt, nhìn vô số cột sáng tan biến. Có kiếm quang lóe lên trong mắt hắn. Diệp Quân vươn tay, một luồng kiếm khí phun thẳng lên cao. Uỳnh! Tiếng kiếm minh vang vọng đất trời. 10 phần thần tính. Cùng lúc, lọn tóc bên tai hắn ngả thành màu trắng. Nhanh chóng nhuộm bạc cả đầu. Ánh mắt hắn cũng lạnh đi. Trở nên lãnh đạm vô tình. Hắn gọi ý kiếm xuất hiện trong tay, tháp ra, luyện tập chút không. Ý kiếm thoát cái biến thành kiếm thanh huyên. Tiểu tháp, luyện tập. Tiểu tháp trầm giọng nói, người cầm kiếm thanh huyên. Diệp Quân gật đầu, ừm. Tiểu tháp im lặng một lát rồi nói, người có gì bất mãn với tháp ra thì cứ nói thẳng. Tháp gia có thể sửa đổi. Diệp Quân. Lúc này Ngao Thiên Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Quân, cô ấy mặc đồ trắng như tuyết,
không dính hạt bụi nào. Nhìn thấy sự lạnh nhạt trong mắt Diệp Quân, Ngao Thiên Thiên lập tức lo lắng nói, Tiểu Quân. Nhưng Diệp Quân không quan tâm Ngao Thiên Thiên mà cất kiếm Thanh Huyên đi, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Thấy thế Ngao Thiên Thiên càng lo lắng hơn, cô ấy chủ động kéo tay Diệp Quân, sau đó một tia kiếm ý vô hình chợt đẩy cô ấy ra. Ngao Thiên Thiên kinh ngạc. Tiểu Tháp chợt nói, Tiểu Tiểu chủ mẫu, cô đừng đến gần hắn, bây giờ tiểu tử này không được bình thường cho lắm. Ngao Thiên Thiên nhắm hai mắt lại. Dung hợp. Cô ấy và Diệp Quân là một thể, vì thế chỉ cần cô ấy muốn, cô ấy có thể cảm nhận được những gì Diệp Quân cảm nhận bất cứ lúc nào. Chẳng mấy chốc, sắc mặt Ngao Thiên Thiên thay đổi. Thần tính. Nhân tính. Lúc này, cô ấy có thể cảm nhận rõ rằng thần tính của Diệp Quân đã hoàn toàn áp chế nhân tính. Trong nội tâm hắn có một giọng nói khác. Giọng nói đến từ thần tính. Không chỉ thế mà trong đầu hắn còn có một suy nghĩ khác. Suy nghĩ của thần tính. Khi cảm nhận được điều này, trong lòng Ngao Thiên Thiên hoảng hốt, vì cô ấy phải hiện tình huống của Diệp Quân bây giờ rất kỳ lạ. Vì nhân tính và thần tính của Diệp Quân lúc này đang nhằm vào nhau, nói đúng hơn là thần tính đang áp chế nhân tính, nhưng nhân tính của Diệp Quân đang phản kháng, liều mạng phản kháng. Cảm nhận được điều này, Ngao Thiên Thiên lập tức rất lo lắng. Không phải không muốn Diệp Quân hoàn toàn trở thành thần tính mà là bây giờ Diệp Quân vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị tâm lý. Bây giờ nhân tính của hắn đang rất yếu đuối trước thần tính. Nếu hoàn toàn trở thành thần tính vào lúc này thì có lẽ nhân tính của hắn sẽ bị áp chế mãi mãi. Đang đấu tranh. Đang phản kháng. Cảm giác này giống như là. Ví dụ một cách bình thường thì giống như một người trung thực đột nhiên phất lên, tài sản từ không có gì trở thành có hơn 100 triệu. Lúc này đi qua một chỗ rửa chân có tiến vào rửa chân hay không? Sau khi tiến vào rửa chân thì có cần gội đầu không? Bây giờ chỉ cần ngươi muốn, nữ thần từng rất kiêu ngạo cũng sẽ lập tức đến rửa chân gội đầu cho ngươi. Nói đơn giản hơn là thần tính đại diện cho dục vọng vô cùng vô tận. Tình huống của Diệp Quân bây giờ chính là như thế, chỉ cần hắn muốn có lẽ hắn sẽ có thể đạt được 10 phần thần tính thuần túy. Chỉ cần đạt được 10 phần thần tính thuần túy, thực lực của hắn sẽ có thể đạt tới một mức độ đáng sợ trước giờ chưa từng có. Kinh khủng nhất vẫn là ở kiếm đạo của hắn. Hắn không chỉ nâng cấp ở cảnh giới mà còn có kiếm đạo, cũng có nghĩa là chỉ cần bây giờ hắn từ bỏ việc phản kháng, không chỉ cảnh giới của hắn có thể đạt tới 10 phần thần tính thuần túy mà kiếm đạo của hắn cũng có thể. Kiếm ý lúc trước đẩy Ngao Thiên Thiên thật ra là vì nó tự động bảo vệ chủ nhân. Rõ ràng kiếm ý vô địch của hắn cũng hy vọng hắn có thể từ bỏ nhân tính, hoàn toàn trở thành thần tính. Cảm nhận được nhân tính của Diệp Quân ngày càng ít đi, Ngao Thiên Thiên thầm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không thể quan tâm đến nó được nữa mà biến thành một tia sáng bay về phía Diệp Quân. Cô ấy phải chủ động dung hợp với Diệp Quân. Nhưng cô ấy vừa đến gần Diệp Quân, một luồng kiếm ý đáng sợ đã xuất hiện đẩy lùi cô ấy. Ngao Thiên Thiên nổi giận, láo xược. Dứt lời cô ấy xoay tay đè xuống, động tác này khiến Long Uy mạnh mẽ lập tức chấn áp kiếm ý vô địch. Mà vào lúc Ngao Thiên Thiên muốn dung hợp với Diệp Quân một lần nữa, hai luồng sức mạnh huyết mạch cường đại chợt bộc phát từ trong cơ thể hắn, sau đó khiến Ngao Thiên Thiên phải liên tục lùi lại một lần nữa. Sau khi dừng lại, Ngao Thiên Thiên hơi sửng sốt. Không ngờ hai sức mạnh huyết mạch cũng phản kháng. Tiểu Tháp run rẩy nói, thần tính của tiểu chủ đã hoàn toàn áp chế nhân tính rồi. Thật ra dù là thần tính hay nhân tính đều là bản thân Diệp Quân, hai sức mạnh huyết mạch ra tay cũng có nghĩa là thần tính đang chiếm vị trí chủ đạo trong Diệp Quân. Kiếm tu 10 phần thần tính thuần túy. Tiểu Tháp cũng hơi bất ngờ và kinh ngạc, tên này thật sự đã thành 10 phần thần tính thuần túy rồi ư. Diệp Quân chậm rãi mở hai mắt, trong mắt hắn không còn chút tình cảm nào nữa. Lạnh lùng như một tảng băng. Diệp Quân mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên rơi vào trong lòng bàn tay hắn, ngay sau đó người hắn hơi run rẩy, biến mất khỏi tiểu tháp. Ngao Thiên Thiên ở nơi cách đó không xa tựa như mất hồn. Xa lạ. Vào khoảnh khắc khi nãy, Diệp Quân khiến cô ta cảm thấy hơi xa lạ. Tiểu Tháp cất lời, tiểu tiểu chủ mẫu, cô đừng quá lo lắng, tên này không phải người bình thường. Hắn không thể trở thành công cụ tu luyện không có tình cảm đâu.
Ngao Thiên Thiên lấy lại tinh thần, khoảnh khắc khi nãy ta cảm nhận được nhân tính của hắn từ bỏ phản kháng. Tiểu Tháp trầm giọng nói, có lẽ là hắn có tính toán riêng. Ngao Thiên Thiên chậm rãi bình tĩnh lại, ta tin tưởng hắn. 10 phần thần tính cũng không đáng sợ. Nhưng 10 phần thần tính thuần túy thì vô cùng đáng sợ. Bất cứ chuyện nào trên đời này, chỉ cần là thuần túy thì đều rất đáng sợ. Mà nếu có thể dùng nhân tính áp chế thần tính. Nhưng cô ta vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ, có điều không thể nói rõ được. Ngoài tháp, Diệp Quân vừa rời khỏi tiểu tháp, Chu Phạn đã đi tới trước mặt hắn, khi thấy mái tóc đen của Diệp Quân đã trở thành màu trắng như tuyết, cô ta lập tức sửng sốt. Chu Phạn vội vàng đi về phía Diệp Quân, nhưng còn chưa đến gần hắn đã bị một luồng kiếm ý ngăn cản. Chu Phạn kinh ngạc, Tiểu Quân. Diệp Quân nhìn Chu Phạn, nhíu mày, Chu cô nương xin tự trọng. Tiểu tháp. Chu Phạn. Lúc này, thời không trước mặt hai người không xa đột nhiên rung lên, ngay sau đó một thiếu niên mặc áo đen chậm rãi bước ra, bên cạnh thiếu niên áo đen còn có một cô gái áo trắng đi cùng. Chính là Cửu Điện Chủ và Chăn Tuyết. Cách phía sau hai người không xa có 20 cao thủ đeo trường đao cũng xuất hiện. Thiếu niên áo đen nhìn Diệp Quân. Khi nhìn thấy Diệp Quân, hắn ta lập tức cau mày, 10 phần thần tính thuần túy. Nghe thấy lời của thiếu niên áo đen, Chu Phạn lập tức sửng sốt, cô ta kinh ngạc nhìn Diệp Quân, cô ta không ngờ Diệp Quân lại thật sự lên thẳng 10 phần thần tính, hơn nữa còn là 10 phần thần tính thuần túy. Diệp Quân quay đầu nhìn thiếu niên áo đen, ác đạo minh. Thiếu niên áo đen gật đầu, điện chủ Cửu Điện, Lệ Hàn. Diệp Quân gật đầu, Lệ huynh. Đấu tay đôi thử không? Lệ huynh. Thiếu niên áo đen thoáng sửng sốt, ta với người thân thiết lắm à? Chăn Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Quân, cũng hơi nhíu mày. Sao thiếu chủ của vũ trụ quan huyên hơi khác với trên tài liệu vậy? Lệ Hàn nhìn Diệp Quân, sau đó nói, được. Diệp Quân gật đầu rồi ngự kiếm bay lên, biến mất ở phía xa. Lệ Hàn cũng hơi run rẩy, biến mất ở phía xa. Chăn Tuyết nhìn về phía Chu Phạn, hắn vừa đột phá 10 phần thần tinh à. Chu Phạn gật đầu. Chăn Tuyết bình tĩnh nói, vậy có lẽ trong lòng hắn sẽ không còn tình cảm nam nữ nữa rồi. Chu Phạn nhíu mày. Chăn Tuyết nói, Đại Chu là vũ trụ văn minh cấp 4, vì thế có lẽ cô cũng biết rõ 10 phần thần tính thuần túy có ý nghĩa thế nào. Chu Phạn đột nhiên bật cười, cô đánh giá thấp hắn quá rồi. Chăn Tuyết nhíu mày. Nhưng Chu Phạn cũng không nói gì thêm, cô ta nhìn sâu trong tinh không phía xa, hơi nhếch môi. Sâu trong tinh không, Diệp Quân và Lệ Hàn sánh vai bước đi. Nhìn từ bên ngoài hai người có vẻ xấp xỉ tuổi nhau. Một người cầm đao. Một người cầm kiếm. Nhưng Diệp Quân không cầm kiếm Thanh Huyên mà là thanh kiếm Thủy Mặc kia. Lệ Hàn nhìn tinh quang vô tận sâu trong tinh không, rất kiệm lời, nói. Diệp Quân hỏi, nói chuyện trước hay đánh nhau trước? Lệ Hàn thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía Diệp Quân. Diệp Quân nói, ngươi là đao tu, ta là kiếm tu, chúng ta thẳng thắn chút thì tốt hơn, ngươi nghĩ sao? Lệ Hàn nói, cho ta một lý do để trò chuyện đi. Diệp Quân mở lòng bàn tay, lửa thiên hành xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy lửa thiên hành, trong con người bình tĩnh như giếng lặng của Lệ Hàn cuối cùng cũng lộ vẻ kinh ngạc. Thanh đao trong tay hắn ta đột nhiên rung lên. Ngón cái tay trái của Lệ Hàn đè lên chuôi đao, thanh đao lập tức im lặng. Lệ Hàn nhìn Diệp Quân, ngươi không phải người của nền văn minh thiên hành. Diệp Quân hỏi, sao ngươi biết? Lệ Hàn bình tĩnh nói, ta từng tiếp xúc với nền văn minh thiên hành. Diệp Quân nhíu mày. Lệ Hàn nói tiếp, lửa thiên hành này bị người khác trấn áp rồi. Người trấn áp. Là người giết thập điện chủ sao? Diệp Quân gật đầu, phải. Lệ Hàn gật đầu, lợi hại. Không thể không nói lúc này trong lòng hắn ta vẫn rất khiếp sợ. Giết thập điện chủ không kinh khủng, hắn ta cũng có thể làm được. Nhưng trấn áp lửa thiên hành lại rất kinh khủng. Hắn ta biết rõ uy lực của lửa thiên hành đáng sợ đến mức nào, đó là một loại áp chế duy độ. Hơn nữa gia tộc của hắn ta năm đó còn từng đối mặt với lửa thiên hành này. Chấn động. Vô cùng chấn động.
Diệp Quân cất lửa thiên hành, sau đó nói, mục tiêu của ác đạo minh là vũ trụ kiếp của chân vũ trụ đúng không? Lệ Hàn gật đầu, sau khi bị trấn áp trăm nghìn vạn lần, vũ trụ kiếp kia đã khác với vũ trụ kiếp bình thường rồi, nhị điện chủ đã đích thân ra lệnh giúp đỡ nó. Diệp Quân nhíu mày, nhị điện chủ. Lệ Hàn nói, phải. Diệp Quân hỏi, nhất điện là người mạnh nhất à? Lệ Hàn lắc đầu, không biết. Diệp Quân hơi nghi ngờ. Lệ Hàn nói, chưa từng tiếp xúc, không bình luận. Diệp Quân trầm giọng nói, ngươi chưa từng tiếp xúc với nhất điện ư? Lệ Hàn gật đầu, nghe đồn nhất điện chủ là một ác đạo, nhưng có phải là thế hay không thì không biết được. Dứt lời hắn ta nhìn thoáng qua Diệp Quân, nhị điện chủ ở tại Đăng Thiên Vực, ông ta bị nhốt ở bên trong trọng thiên nào đó, tạm thời không thể thoát ra ngoài, nếu ông ta thoát được ra ngoài, chắc chắn ông ta sẽ đích thân đi tới chân vũ trụ. Diệp Quân im lặng một lát rồi nói, vì sao ác minh đạo lại nhằm vào ta? Lệ Hàn giải thích, lúc trước từng điều tra, đó hoàn toàn là vì cá nhân ác đạo thập điện, lúc trước bọn họ cho rằng ngươi chỉ là một con kiến nên muốn dẫm chết ngươi. Nhưng sau đó bọn họ phát hiện bọn họ đánh giá thấp ngươi rồi. Hơn nữa bọn họ còn phát hiện ra quan hệ giữa ngươi và chân thần. Vì thế mâu thuẫn giữa bọn họ bắt đầu dâng cao. Diệp Quân chợt hỏi, còn ngươi thì sao? Lệ Hàn bình tĩnh nói, ta có thể có rất nhiều sự lựa chọn. Diệp Quân gật đầu, hiểu rồi. Lệ Hàn chợt hỏi, luận bàn không? Hắn ta cảm thấy thiếu niên trước mắt hơi kiêu ngạo, hắn ta muốn khiến thiếu niên này bớt kiêu ngạo lại. Diệp Quân gật đầu, được. Lệ Hàn đang muốn ra tay thì Diệp Quân lại nói, muốn cược không? Lệ Hàn nhìn Diệp Quân, cược cái gì? Diệp Quân mở lòng bàn tay. Một chiếc nhẫn không gian xuất hiện trong lòng hắn, 2000 tổ mạch. 2000 tổ mạch. Lệ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Quân, không gọi người nhé. Diệp Quân gật đầu, không gọi. Lệ Hàn mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn cũng xuất hiện, trong nhẫn không gian cũng có 2000 tổ mạch. Hắn ta là cửu điện chủ, những năm qua đương nhiên cũng đã tích góp được chút của cải. Diệp Quân ném nhẫn không gian trong tay cho Lệ Hàn, để ở chỗ ngươi. Nếu ta thắng ngươi đưa cho ta 2 chiếc, nếu ta thua thì ngươi cứ lấy đi. Thấy Diệp Quân tin tưởng mình như thế, Lệ Hàn hơi bất ngờ, lập tức gật đầu, được. Diệp Quân nói, ta vừa đột phá, cảnh giới chưa vững, bây giờ không thích hợp ra tay. Lệ Hàn hơi nhíu mày, vậy luận bàn kiểu gì? Diệp Quân bình tĩnh nói, thế này đi, để đao của ngươi chiến đấu với kiếm của ta, chúng đại diện cho chủ nhân, tự động giao chiến. Chúng ta không nhúng tay vào. Lệ Hàn nhìn kiếm thủy mặc trong tay Diệp Quân, gật đầu, được. Dứt lời hắn ta mở lòng bàn tay, thanh đao trong tay đột nhiên bay tới chỗ cách xa nghìn trượng, sau đó hắn ta nhìn Diệp Quân. Diệp Quân gật nhẹ đầu, sau đó mở lòng bàn tay, một thanh kiếm bay ra ngoài, nhưng không phải kiếm thủy mặc. Tiểu tháp, nhìn thấy thanh kiếm bay ra không phải thanh kiếm trong tay Diệp Quân, Lệ Hàn lập tức cau mày. Cảm thấy hơi sai sai. Mà lúc này, thanh đao của hắn ta đột nhiên phát ra tiếng, sau đó biến thành một tia đao mang vạn trượng chém mạnh về phía kiếm của Diệp Quân. Không có người điều khiển, thanh đao này tự động tấn công, nhưng dù là thế uy lực của nó thật sự vẫn có thể hủy diệt đất trời, toàn bộ tinh không như một tờ giấy bị chém rách. Mà lúc này kiếm của Diệp Quân cũng biến thành một tia kiếm quang biến mất ở vị trí ban đầu. Keng! Đao kiếm chạm vào nhau. Ngay lúc này, một tiếng nứt giòn giã vang vọng trong thiên địa, sau đó tia đao quang kia vỡ vụn, đồng thời trường đao cũng vỡ thành nhiều mảnh, sau đó phát ra âm thanh thảm thiết. Diệp Quân mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên bay vào tay hắn, hắn quay đầu nhìn về phía Lệ Hàn, chắp tay, nương tay rồi. Lệ Hàn im lặng một lúc lâu mới mở lòng bàn tay, mảnh vỡ của trường đao bay vào tay hắn ta. Nhìn trường đao vỡ vụn trong tay, hắn ta không khỏi im lặng một lúc lâu. Mẹ kiếp! Mắc bẫy rồi! Diệp Quân cười khẽ, Lệ huynh! Dứt lời, hắn duỗi tay phải ra. Lệ Hàn nhìn thoáng qua Diệp Quân, nói với vẻ nghiêm túc, không ngờ Diệp huynh lại là một kiếm tu như thế. Dứt lời hắn ta đưa 2 chiếc nhẫn không gian cho Diệp Quân. Diệp Quân nhận lấy nhẫn không gian, khóe môi hơi cong lên.
thu được 2.000 tổ mạch. Cộng với tổ mạch của hắn thì bây giờ hắn đã có được 4.000. Phát tài rồi. Lệ Hàn chợt nói, có thể cho ta mượn kiếm của Diệp huynh xem thử không? Diệp Quân hoàn hồn, cười đáp, được. Dứt lời hắn động tâm niệm, kiếm Thanh Huyền bay đến trước mặt Lệ Hàn. Lệ Hàn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyền rơi vào tay hắn ta, chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt hắn ta đã lập tức trở nên nặng nề. Thanh kiếm này không được bình thường cho lắm. Lệ Hàn quay đầu nhìn Diệp Quân, không thể không nói hắn ta rất kinh ngạc. Thiếu niên này có lửa thiên hành bị trấn áp, còn có thần kiếm vô cùng đáng sợ, người đứng sau hắn ít nhất cũng là người của nền văn minh cấp 5. Ít nhất. Lệ Hàn im lặng. Ác đạo minh đánh giá thấp thiếu niên này rồi. Hắn ta cũng đánh giá thấp hắn. Có thể đầu tư thêm. Nghĩ thế, Lệ Hàn trả kiếm Thanh Huyền lại cho Diệp Quân, sau đó nói, trước khi đến Đại Chu, ta đã nhận được tin tức, điện chủ của Bát Điện đã nhận lệnh, không đúng. Nói chính xác hơn thì ông ta chủ động xin mệnh lệnh đến tìm ngươi. Diệp Quân cau mày, nói thế là sao? Lệ Hàn nói, trước đây ông ta và thập điện chủ từng cùng nhau đến Đăng Thiên Vực, có quan hệ đồng sinh cộng tử. Diệp Quân lập tức tò mò hỏi, Đăng Thiên Vực, rốt cuộc đó là một nơi thế nào? Lệ Hàn kinh ngạc, ngươi không biết à? Diệp Quân gật đầu, không biết. Lệ Hàn hơi nghi ngờ, không thể nào. Diệp Quân nói, người trong nhà không cho ta đi tới những nơi cấp thấp để chơi. Lệ Hàn. Diệp Quân đang định nói tiếp thì Lệ Hàn chợt hỏi, vậy nơi nào mới là nơi cao cấp? Diệp Quân đáp, ta dẫn người đi xem thử nhé. Lệ Hàn gật đầu, ta cũng muốn mở mang tầm mắt. Diệp Quân dẫn Lệ Hàn đi vào trong tiểu tháp, khi vào đến tiểu tháp, sắc mặt Lệ Hàn lập tức trở nên nặng nề. Mẹ kiếp. Lệ Hàn chậm rãi siết chặt hai tay, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Ngược dòng thời gian. 10 năm trong tháp bằng một ngày bên ngoài. Đây là điều con người có thể làm được ư. Đáng sợ. Quá đáng sợ. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, Lệ huynh, vì sao ngươi lại có thái độ như thế? Chẳng lẽ ác đạo minh của các người không có không gian thế này à? Không thể nào. Lệ Hàn. Tiểu tháp. Lệ Hàn quay đầu nhìn Diệp Quân, Diệp huynh, ai là người đã tạo ra không gian này thế? Diệp Quân cười khẽ, cô của ta. Lệ Hàn hỏi, người trấn áp lửa thiên hành sao? Diệp Quân gật đầu, phải. Lệ Hàn nói ra lời từ trong đáy lòng, lợi hại. Diệp Quân nhún vai cười đáp, không lợi hại, đây chỉ là một việc làm cơ bản, cả ta còn biết làm. Tiểu tháp. Lệ Hàn ngạc nhiên, người cũng biết ư. Diệp Quân gật đầu, biện pháp điều khiển thời gian rất đơn giản, không chỉ ta mà cả Nhất Niệm, vợ của ta, cũng biết. Nhất Niệm đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, cô ta nhìn thoáng qua Lệ Hàn, sau đó liếm kẹo hồ lô. Diệp Quân cười nói, biểu diễn thao tác điều khiển thời gian cho Lệ huynh xem thử đi. Nhất Niệm búng tay một cái, thời không đặc biệt thoáng chốc biến thành nghìn vạn ô vuông thời gian. Chia cắt thời gian. Thấy cảnh này, nét mặt Lệ Hàn trở nên cứng đờ. Diệp Quân cười khẽ, sau đó dẫn Lệ Hàn rời khỏi tiểu tháp. Lệ Hàn ở bên ngoài cạn lời một lúc lâu. Có thể đầu tư thêm. Lệ Hàn chợt mở lòng bàn tay, một quyển trục bay đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân hơi kinh ngạc, đây là... Lệ Hàn nói, tài liệu về Bát Điện chủ và toàn bộ Bát Điện, rất chi tiết. Diệp Quân trầm giọng nói, Lệ huynh, ngươi làm như thế không sợ bị ác đạo minh trách tội sao? Lệ Hàn bình tĩnh nói, Diệp huynh không nói thì ai biết đây là ta cho ngươi chứ? Diệp Quân cười to, cũng phải. Nói xong hắn nhận lấy quyển trục, sau đó nói, Lệ huynh, có thể nói cho ta nghe về Đăng Thiên Vực không? Lệ Hàn gật đầu, Đăng Thiên Vực này có 9 trọng thiên sao, nghe đồn trên 9 trọng thiên này là đại đạo vũ trụ hiện hữu. Đương nhiên chỉ là nghe đồn, vì trước mắt vẫn chưa có ai vượt qua được trọng thiên thứ 9. Sao trọng thiên, tầng trời? Diệp Quân nói, với thực lực của ngươi có thể đánh đến tầng thứ mấy? Lệ Hàn nói, miễn cưỡng có thể đến tầng thứ 4, nhưng không ở được quá lâu. Diệp Quân nhíu mày, chỉ tầng 4 thôi ư.
còn không ở được quá lâu. Lệ Hàn nghiêm túc nói, Diệp huynh, chỗ đó thật sự rất khó lên. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, đại đạo hiện hữu này là. Lệ Hàn nói, đại đạo hiện hữu là đại đạo vốn tồn tại trong vũ trụ, độc khai nhất đạo mà chúng ta nói chính là độc khai nhất đạo dựa trên nền tảng của đại đạo hiện hữu, mà ít nhất là một loại đại đạo tồn tại từ rất lâu về trước. Diệp Quân nói, đại đạo hiện hữu của vũ trụ này là do người khác tạo ra hay vốn tồn tại từ trước? Lệ Hàn lắc đầu, không biết. Diệp Quân im lặng. Lệ Hàn nhìn Diệp Quân, người cũng có thể đến đó thử, nâng cao được thực lực, đương nhiên cũng rất nguy hiểm, không chỉ nguy hiểm vì vượt qua thiên lộ còn có rất nhiều nguy hiểm khác nữa. Diệp Quân gật đầu, có thời gian ta sẽ đi. Nói đến đây, dường như nghĩ đến điều gì, hắn lại nói, đại đạo hiện hữu lợi hại lắm không? Lệ Hàn gật đầu, chỉ có đi đến đăng thiên vực ngươi mới biết đại đạo hiện hữu đáng sợ đến mức nào. Diệp Quân nghi ngờ, vì sao? Lệ Hàn nói, theo ta biết năm đó đại đạo hiện hữu đã trải rộng khắp các vũ trụ, nhưng về sau không biết nó xảy ra vấn đề gì, sức ảnh hưởng trên toàn vũ trụ ngày càng giảm. Vì thế mới có người độc khai nhất đạo, nhưng ở đăng thiên vực nó rất kinh khủng, ở nơi đó không một ai có thể độc khai nhất đạo, tất cả mọi người đều sẽ bị trấn áp. Diệp Quân híp mắt, ý của ngươi là khi đến nơi đó, cảnh giới của tất cả mọi người đều bị trấn áp. Lệ Hàn nói, cũng không phải, mà là sau khi lên trọng thiên thứ tư, cảnh giới mới bị trấn áp, vì càng lên trên càng gần đại đạo hơn. Diệp Quân khẽ giọng nói, như thế à? Lệ Hàn nói, không lâu nữa, bát điện chủ kia sẽ đến đây, ngươi nên có tính toán trước. Diệp Quân cười nói, được. Lệ Hàn nhìn về phía xa, ở nơi đó Chăn Tuyết đã đi tới. Lệ Hàn chần chừ một lát rồi mở lòng bàn ta, một cái hộp màu đen bay tới trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, đây là... Lệ Hàn nói, một áo giáp đặc biệt, năng lực phòng ngự rất mạnh, là bảo vật chấn tộc của lệ tộc ta trước đây, dù là cao thủ khai đạo cảnh cũng khó mà phá vỡ nó. Diệp Quân vội nói, không được, Lệ Huynh, tuyệt đối không được đâu. Chúng ta không thân không thích, ngươi tặng ta báu vật như thế, sao mà ta nhận được? Lệ Hàn đặt cái hộp kia vào tay Diệp Quân, nhận được, nếu ngươi thật sự thấy ngại thì coi như nợ ta ba ân tình đi. Ba ân tình. Nét mặt Diệp Quân trở nên cứng đờ. Lệ Hàn nói, cứ quyết định như thế đi. Dứt lời, hắn ta cũng không đợi Diệp Quân trả lời mà xoay người biến mất ở cuối tinh không cách đó không xa. Chăn Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Quân, sau đó cũng biến mất khỏi chỗ vừa đứng. Ở vị trí ban đầu, Diệp Quân nhìn cái hộp trong tay, lập tức tỏ vẻ cạn lời, không ngờ tên này lại gài bẫy hắn, còn giữ đường lui cho mình nữa. Hắn mở lòng bàn tay, một quyển sổ ghi chép thủy tinh xuất hiện, hắn cười khẽ, cất quyển sổ đi, sau đó mở hộp, trong hộp là một cái áo giáp màu đen như mực. Tay của Diệp Quân vừa chạm vào áo giáp kia, nó đã lập tức biến thành một tia u quang bay vào giữa chân mày hắn. Người Diệp Quân hơi run rẩy, sau đó trên người hắn đã có một lớp áo giáp mỏng bao phủ, áo giáp này được làm từ những lớp vải không biết tên, chất áo không cứng, rất mềm mại, như hòa làm một với cơ thể, cực kỳ dễ chịu. Diệp Quân động tâm niệm, kiếm thủy mặc bay ra, sau đó chém thẳng về phía trước ngực hắn. Xoẹt. Một tia lửa bắn ra, kiếm thủy mặc bị chấn động bay đi. Diệp Quân cúi đầu nhìn xuống trước ngực, thậm chí một vết chém cũng không có. Lúc này Diệp Quân hơi ngạc nhiên. Áo giáp tên kia đưa cho hắn thật sự là một chiến giáp cực phẩm. Nhưng sau đó nghĩ đến ba ơn tình, hắn thấy hơi đau đầu. Lúc này cách đó không xa có một cô gái đi tới, khi nhìn thấy người đều, Diệp Quân lập tức sửng sốt. Người đến không phải ai khác mà chính là Chu Phản. Diệp Quân. Ở một nơi khác. Chăn Tuyết đuổi theo Lệ Hàn, cô ta chần chừ một lúc mới nói, thiếu chủ, ngài đưa giáp Hàn Lân cho hắn rồi à? Lệ Hàn gật đầu, Chăn Tuyết hơi khó hiểu, vì sao? Lệ Hàn hỏi ngược lại, vì sao không thể tặng? Chăn Tuyết nhìn Lệ Hàn, thiếu chủ, khi nãy ngài gọi hắn ta là Diệp Huynh, thiếu chủ. Ngài là thiếu chủ của lệ tộc, còn là tộc trưởng tương lai của lệ tộc, sao lại dễ dàng xưng huynh gọi đệ với người khác như thế?
Làm vậy chẳng phải là hạ thấp thân phận sao? Hả? Lệ Hàn đột nhiên dừng lại, hắn ta quay đầu nhìn Chăn Tuyết bằng ánh mắt lạnh lùng. Chăn Tuyết hơi hoảng hốt, vội nói, ta không có ý gì khác, chỉ hơi tò mò thôi. Lệ Hàn bình tĩnh nói, cô hiểu tính ta kết bạn với người khác chưa từng để ý thân phận lai lịch của đối phương, chỉ chú trọng nhân phẩm của Diệp huynh này rất tốt. Nói đến đây, hắn ta đột nhiên che ngực mình. Chăn Tuyết hoảng hốt, thiếu chủ. Lệ Hàn nói, lời này hơi trái với lương tâm, bị cắn rứt lương tâm. Chăn Tuyết. Chu Phạn đi đến trước mặt Diệp Quân, cô ta nhìn thẳng vào hắn, không nói gì. Diệp Quân bị cô ta nhìn chằm chằm đến mức mất tự nhiên, đang định cất lời thì Chu Phạn đã xoay người rời đi. Diệp Quân thoáng sửng sốt, sau đó vội vàng bắt lấy tay Chu Phạn. Chu Phạn dừng bước, bình tĩnh nói, Diệp công tử, xin tự trọng. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, sau đó nói, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi. Chu Phạn xoay người nhìn về phía Diệp Quân, chừng hắn một cái, sau đó nghiêm túc nói, vẫn chưa đạt đến thần tính thuần túy à? Diệp Quân gật đầu, còn thiếu một chút. Một chút. Không phải hắn muốn đạt đến thần tính thuần túy, mà là không làm nổi. Vì hắn không muốn cắt đứt tất cả tình cảm. Muốn đạt đến 10 phần thần tính thuần túy chân chính thì phải cắt đứt tất cả tình cảm, mà đây là điều hắn không thể làm được. Nên nói là bây giờ hắn còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, nếu đột nhiên đạt đến thần tính thuần túy thì rất có thể sẽ khiến tính cách của mình thay đổi hoàn toàn, coi thường rất nhiều thứ, làm tổn thương đến người bên cạnh mình. Vì thế tuy thần tính của hắn thuần túy, nhưng không đạt đến được thuần túy hoàn mỹ. Chu Phạn nhìn Diệp Quân, huynh muốn đạt đến thần tính thuần túy sao? Diệp Quân gật đầu. Chu Phạn im lặng. Diệp Quân khẽ nói, ta biết nỗi lo của muội, thật ra bản thân ta cũng lo lắng, vì lúc thần tính áp chế nhân tính, ta cũng cảm nhận được mình hơi xa lạ, nhưng con đường này ta nhất định phải đi. Vì không đạt đến 10 phần thần tính thuần túy thì tu luyện nhân tính sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Mục tiêu cuối cùng của hắn là nhân tính. Nhưng nếu không đạt đến thần tính thuần túy thì hắn tu luyện nhân tính không có chút ý nghĩa nào hết. Điều này cũng giống như một con người thích sự bình thường, sau khi từng lên đến đỉnh cao, có thể buông bỏ quyền lực và số tài sản khổng lồ mình có, đây là sự bình thường chân chính. Quá trình rất quan trọng. Thật ra lúc này hắn mới thật sự hiểu lúc đầu Chân Tỷ dùng nhân tính áp chế thần tính là chuyện khó khăn đến mức nào. Thần tính đại diện cho dục vọng của mình, có thể trấn áp dục vọng trong nội tâm mình, người bình thường không thể nào làm được. Chu Phạn nhẹ nhàng nắm lấy tay Diệp Quân, khẽ nói, ta rất sợ, sợ huynh sẽ trở thành một người xa lạ. Diệp Quân cười khẽ, có muội ở đây, ta sẽ không như thế. Chu Phạn ngẩng đầu nhìn Diệp Quân nhẹ nhàng ôm cô ta vào lòng, dịu dàng nói, muội chính là nhân tính của ta, chỉ cần có muội, ta sẽ có thể dùng nhân tính áp chế thần tính. Chu Phạn khẽ run rẩy, cô ta vùi đầu vào lồng ngực Diệp Quân. Huynh chỉ biết nói mấy lời dễ nghe thế này, ta sẽ không mắc bẫy huynh đâu. Diệp Quân đang định đáp lời thì Chu Phạn lại nói thêm mấy lần đi, ta thích nghe. Diệp Quân. Chu Phạn chợt nói, sau đó có dự tính gì? Diệp Quân lấy quyển trục Lệ Hàn cho mình ra, nhẹ giọng nói, đợi. Bát điện chủ. Diệp Quân và Chu Phạn mở quyển trục ra, hai người nhìn một lúc, nét mặt dần trở nên nặng nề. Một lúc lâu sau đó, Diệp Quân nhẹ giọng nói, chúng ta đã đánh giá thấp ác đạo minh này rồi. Chu Phạn gật đầu, nét mặt cũng rất nặng nề, khó mà tưởng tượng ác đạo minh kia kinh khủng đến mức nào. Diệp Quân nói, với thực lực của bát điện chủ, đi từ Đăng Thiên Vực đến nơi này mất nhiều nhất chỉ mấy ngày. Chu Phạn nhìn Diệp Quân cười nói, đợi thôi. Chu Phạn gật nhẹ đầu, ta đợi cùng huynh. Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Quân trở về trong tiểu tháp, bắt đầu tu luyện kiếm kỹ. Tuy hắn không hoàn toàn đạt đến 10 phần thần tính thuần túy, nhưng thực lực của đã tăng lên rất nhiều, đặc biệt là về mặt thần hồn, đã có sự thăng cấp về chất. Mà lần này Diệp Quân bắt đầu tu luyện nhất giới tuế nguyệt mà nhất niệm dạy hắn. Đè nén một vùng thời không của tuế nguyệt Trường Hà. Lúc trước hắn muốn đè nén thời không tuế nguyệt Trường Hà còn hơi khó khăn. Nhưng bây giờ hắn đã có thể làm được một cách dễ dàng,
Không chỉ thế mà sau khi thăng cấp, kiếm ý vô địch của hắn cũng đã có thể chịu đựng được sức mạnh thời gian tuế nguyệt. Dùng kiếm ý, hắn có thể chịu đựng được sức mạnh thời gian tuế nguyệt, một kiếm có thể chém đi tuổi thọ nghìn năm. Dùng kiếm thanh huyên, hắn có thể chịu đựng được thập giới tuế nguyệt, một kiếm có thể chém đi tuổi thọ vạn năm. Đương nhiên thập giới tuế nguyệt là giới hạn của hắn, chứ không phải giới hạn của kiếm thanh huyên. Một kiếm vạn năm tuổi thọ. Đương nhiên vẫn chưa đủ với Diệp Quân. Vì tuổi thọ của cao thủ khai đạo cảnh thật sự quá nhiều, kiếm chém xuống còn chưa ảnh hưởng gì đến người ta. Vì thế Diệp Quân bắt đầu tiếp tục nghiên cứu thời không bí ẩn kia với nhất niệm. Hắn muốn tăng cường nhất giới tuế nguyệt này. Mà dưới sự giúp đỡ của nhất niệm, hắn cũng từ từ hiểu rõ thời gian, đồng thời hắn còn có thể phân tích những thời gian tuế nguyệt này với nhất niệm. Đạo thời gian. Kiếm đạo. Hai thứ kết hợp với nhau. Bên ngoài. Dưới sự dẫn dắt của Chu Phạn, Đại Chu bắt đầu xây dựng lại hoàng thành. Tuy chuyện của ác đạo Minh vẫn chưa được giải quyết triệt để, nhưng bây giờ Đại Chu đã không sợ nữa, dẫu sao Đại Chu cũng có kiếm khí cho nữ kiếm tiên váy trắng kia để lại. Có kiếm khí đó, người động đến Đại Chu đều phải chết. Sau khi nhận được quả đạo linh Diệp Quân tặng, Hoàng đế Đại Chu lập tức bế quan, vì thế Chu Phạn bắt đầu tiếp quản toàn bộ Đại Chu. Tuy bây giờ cô ta chưa chính thức trở thành nữ hoàng của Đại Chu, nhưng tất cả mọi người đều biết việc đó chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa cũng không còn quá lâu. Trong điện, Chu Phan ngồi trước bàn sách, không ngừng phê duyệt tấu chương. Trước mặt cô ta không ta là mấy người nhóm đạo quân, Từ Thiên và Nguyên Tướng đang ngồi. Sau trận chiến lúc trước, ba người đã hoàn toàn tiến vào trung tâm quyền lực của Đại Chu, trở thành người đáng tin cậy nhất của Chu Phan. Dẫu sao lúc trước ba người đều từng liều mạng. Đương nhiên bọn họ cũng đã được đền đáp, không chỉ có được quả đạo linh mà còn bước vào trung tâm quyền lực của Đại Chu, trở thành một trong những người có quyền lực nhất của Đại Chu hiện tại. Lúc này một người áo đen đột nhiên xuất hiện trong điện. Chu Phạn đặt bút trong tay xuống, nhìn về phía người áo đen, người đó đi tới trước mặt cô ta, sau đó cung kính đặt một quyển trục xuống trước mặt cô ta. Chu Phạn mở quyển trục xem một lúc, cô ta cười khẩy, quả nhiên là thế, tên đào hoa này. Mấy người đạo quân không hiểu gì. Chu Phạn cất quyển trục đi, sau đó vùng ống tay áo, nửa phần trước của quyển trục bay đến trước mặt mấy người nhóm đạo quân. Đây là tất cả tài liệu của vũ trụ quan huyên và chân vũ trụ cùng với tiểu quân, các vị xem đi. Mấy người nhóm đạo quân lập tức thấy tò mò, thả thần thức về phía quyển trục kia. Một lúc sau. Mấy người nhóm đạo quân đưa mắt nhìn nhau, đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Chu Phạn cười nói, ta cũng khá bất ngờ, không ngờ vũ trụ của tiểu quân thật ra chỉ là một vũ trụ nền văn minh cấp 1. Từ Thiên trầm giọng nói, thật sự rất bất ngờ, ta vốn cho rằng Diệp công tử đến từ nền văn minh cấp 5. Đạo quân nói, rất dễ hiểu, tuy hắn không đến từ nền văn minh cấp 5, nhưng thực lực của người đứng sau hắn thấp nhất cũng là từ nền văn minh cấp 5. Nữ kiếm tiên váy trắng. Mọi người đều nghĩ đến cùng một người. Đồng thời mọi người cũng hơi nghi ngờ, rốt cuộc thực lực của nữ kiếm tiên váy trắng kia mạnh đến mức nào. Chu Phạn nói, người của ta đã điều tra chi tiết về vũ trụ quan huyên, mục đích của tiểu quân là xây dựng một trật tự hoàn toàn mới ở toàn bộ vũ trụ. Đạo quân nói, thống nhất toàn vũ trụ ư. Chu Phạn gật đầu. Mọi người trong điện đều im lặng. Thống nhất toàn vũ trụ. Việc này, khó đến mức nào? Không thể không nói, Chu Phạn cũng khá bất ngờ, vì cô ta không ngờ vũ trụ quan huyên lại muốn thống nhất toàn vũ trụ, xoay dựng trật tự vũ trụ hoàn toàn mới. Đây là một việc không phải khó bình thường. Hơn nữa bây giờ vũ trụ quan huyên chỉ mới là nền văn minh cấp 1, tuy phát triển vô cùng nhanh, lực lượng cấp cao cũng đủ mạnh, nhưng cấp trung và cấp thấp thì quá yếu. Đạo quân chợt nói, điện hạ có suy nghĩ thế nào? Chu Phạn nói, đợi. Đạo quân gật nhẹ đầu. Đợi. Nếu bây giờ Chu Phạn muốn dẫn Đại Chu gia nhập vào vũ trụ quan huyên, giúp đỡ Diệp quân xây dựng trật tự mới, thì chắc chắn sẽ khiến các thế lực trong nội bộ Đại Chu cảm thấy khó chịu. Bây giờ hai bên hợp tác không có vấn đề gì cả, nhưng nếu muốn Đại Chu làm theo quan huyên pháp của vũ trụ quan huyên,
các thế lực lớn trong nội bộ Đại Chu chắc chắn sẽ rất không đồng tình, thậm chí là khó chịu. Dẫu sao bây giờ vũ trụ Quan Huyên chỉ là một vũ trụ nền văn minh cấp 1. Vì thế chỉ có thể đợi. Đạo quân thầm cảm thán. Thật ra ông ta muốn liều, ông ta biết với tốc độ phát triển của vũ trụ Quan Huyên, chẳng mấy chốc vũ trụ Quan Huyên sẽ có thể phát triển đến đây, mà đến lúc đó chắc chắn hai nền văn minh sẽ tiếp xúc nhiều. Nền văn minh của Đại Chu thật sự cao hơn nền văn minh của vũ trụ Quan Huyên, nhưng thực lực của bọn họ lại thua xa vũ trụ Quan Huyên. Tuy Đại Chu có kiếm khí do nữ kiếm tiên váy trắng để lại, nhưng phải biết rằng chắc chắn nữ kiếm tiên váy trắng kia sẽ đứng về phía vũ trụ Quan Huyên. Nếu Đại Chu và vũ trụ Quan Huyên xảy ra mâu thuẫn, kiếm khí bảo vệ kia chắc chắn sẽ lập tức chém xuống, tiêu diệt toàn bộ Đại Chu. Thật ra Đại Chu không còn sự lựa chọn nào khác cả. Đạo quân nhìn ra được điều này, đương nhiên mấy người trong điện cũng có thể nhìn ra. Nếu vũ trụ Quan Huyên đến nơi này, một khi bọn họ mở rộng phát triển Quan Huyên Pháp, Đại Chu có làm theo hay không? Rất nhiều lúc giữa nền văn minh và nền văn minh luôn rất trực tiếp, người không phục thì đánh nhau thôi. Đại Chu dùng mạng đánh nhau với vũ trụ Quan Huyên. Chu Phạn chợt nói, thật ra đây là một chuyện tốt. Mọi người nhìn Chu Phạn. Chu Phạn nói, không phải vì hắn là nam nhân của ta nên ta nói chuyện giúp hắn. Ba vị nghĩ xem, vũ trụ Quan Huyên muốn thống nhất toàn bộ vũ trụ, mục tiêu của bọn họ sẽ chỉ là Đại Chu chúng ta ư. Nói khó nghe một chút là có lẽ người ta thật sự không coi Đại Chu chúng ta ra gì. Dẫu sao nữ kiếm tiên váy trắng kia muốn tiêu diệt Đại Chu của chúng ta cũng chỉ cần một kiếm mà thôi. Ba người im lặng. Chu Phạn chậm rãi đứng dậy, sau đó nói, mục tiêu của bọn họ là toàn vũ trụ là khái niệm thế nào? Có nghĩa mặc kệ là nền văn minh cấp mấy, cuối cùng đều phải phục tùng. Ba người đều kinh ngạc. Lúc này bọn họ chợt hiểu ra. Phải. Mục tiêu của vũ trụ Quan Huyên là toàn vũ trụ. Đại Chu. Có lẽ người ta thật sự chẳng coi ra gì. Nghĩ đến đây, ba người đều lắc đầu cười khẽ. Chu Phạn đột nhiên trở nên hưng phấn, thống nhất toàn vũ trụ, xây dựng trật tự hoàn toàn mới. Nếu mục tiêu của tiểu quân thật sự là như thế thì ta là nữ nhân của hắn, phải giúp đỡ hắn hết sức mình, giúp hắn hoàn thành sự nghiệp vĩ đại có 102 này. Nguyên tướng chần chừ một lúc rồi nói, Đại Chu. Chu Phạn nói thẳng, ta và hắn là phu thê, ta là của hắn, đương nhiên hắn cũng là của ta. Ba người đưa mắt nhìn nhau, nếu Diệp Quân cũng là của Chu Phạn thì hoàn toàn có thể thực hiện. Mẹ kiếp! Lãi to! Nhìn từ một góc độ khác sẽ thấy rất thông suốt. Từ Thiên đột nhiên chắp hai tay, mau chóng sinh con, trông chờ vào thế hệ tương lai. Mọi người! Sinh con! Nghe thấy lời của Từ Thiên, Chu Phạn đột nhiên đỏ mặt. Tuy cô ta và Diệp Quân đã xác định quan hệ, nhưng cũng chưa từng xảy ra quan hệ. Chuyện này! Không thể một mình bên nữ chủ động được đúng không? Đạo quân ở bên cạnh cũng chợt nói, có phải chuyện này hơi xa quá rồi không? Từ Thiên lắc đầu, không xa, lão đạo sĩ, ngươi chưa từng có nữ nhân, ngươi không hiểu đâu. Đạo quân quay đầu nhìn về phía Từ Thiên, ngươi từng có à? Từ Thiên chắp tay, A-di-đà Phật, chúng ta đổi chủ đề khác đi. Mọi người! Nguyên tướng chợt nói, thật sự không xa, Diệp công tử này là một thiên tài, tướng mạo cũng cực kỳ anh tuấn. Chắc chắn hắn rất được lòng nữ tử, hơn nữa ta thấy định lực của hắn cũng không được tốt lắm. Nói đến đây ông ta nhìn thoáng qua Chu Phạn, sau đó lại nói, vì thế điện hạ thật sự phải giữ chặt vào. Đương nhiên lão thần biết điện hạ không muốn tình cảm giữa mình và Diệp công tử bị những thứ khác xen vào, nhưng điện hạ phải hiểu Diệp công tử đại diện cho vũ trụ Quan Huyên, người đại diện cho Đại Chu, có một vài điều người và Diệp công tử không quan tâm, nhưng mấy người chúng ta lại rất quan tâm. Đạo quân gật đầu tỏ vẻ tán thành, những gì nguyên tướng nói cũng là lời ta muốn nói. Chu Phạn im lặng. Từ Thiên đột nhiên lấy một đống bình vại ra đặt trước mặt. Mọi người hơi nghi ngờ. Từ Thiên nghiêm túc nói, điện hạ tìm cơ hội cho Diệp công tử uống những thứ này, chắc chắn tính cầm thú của Diệp công tử sẽ trỗi dậy. Mọi người. Thập điện ác đạo. Hôm nay, một người đàn ông xuất hiện trước đại điện.
người đàn ông mặc áo choàng đen, trên áo choàng vẽ một con quỷ dữ tợn, quầng mắt của gã ta cũng thâm đen, rất giống dáng vẻ buông thả dục vọng quá mức. Phía sau người đàn ông còn có một ông lão gầy gò đi theo, tuy gầy gò nhưng hai mắt lại sáng rực có hồn, sắc bén như dao. Người đàn ông chợt gào khóc, lão thập, đệ chết thê thảm quá. Âm thanh này rất giống quỷ khóc sói gào, vô cùng bi thảm. Người đàn ông gào khóc một lúc thì ngồi xuống đất, sau đó lấy một cái khăn màu trắng ra lau mặt, cũng không biết là có nước mắt hay không. Ông lão gầy gò chợt cất lời, quỷ điện chủ, người của chúng ta đã điều tra về Đại Chu, chỉ cần ngài ra lệnh, Đại Chu sẽ biến mất khỏi thế gian này. Người đàn ông lại lau mặt một lần nữa, sau đó nói, Trương lão, ta nhớ ta đâu có thủ với ông nhỉ. Ông lão lập tức sửng sốt, sao điện chủ lại nói thế? Người đàn ông nhìn ông ta, nếu ông và ta đã không thù không oán, vì sao ông lại muốn đẩy ta vào chỗ chết? Ông lão vội nói, thuộc hạ không hiểu. Người đàn ông cất khăn tay, sau đó lạnh lùng nói, ông cảm thấy Đại Chu có thực lực giết chết huynh đệ tốt của ta à? Ông lão trầm giọng nói, ta đã điều tra Đại Chu, tuy thực lực của Đại Chu không yếu, nhưng ngoài những thủy tổ khai quốc thì không một ai là đối thủ của thập điện chủ cả. Nói đến đây, ông ta chần chừ một lúc rồi nói, có lẽ người giết thập điện chủ là người đứng sau Diệp Quân. Người đàn ông bình tĩnh nói, vậy ông có biết thực lực chân chính của người đứng sau Diệp Quân không? Ông lão lắc đầu. Người đàn ông lạnh nhạt nói, thế ông có biết thực lực huynh đệ tốt của ta không? Ông lão gật đầu, đương nhiên thực lực của thập điện chủ là có 102. Người đàn ông thẳng thừng ngắt lời ông lão, nhưng ông ta lại bị giết chết, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Ông lão sửng sốt. Người đàn ông lạnh nhạt người ông lão, hiểu rồi chứ? Ông lão trầm giọng nói, bát điện hạ, chắc chắn người đứng sau Diệp Quân kia không đơn giản, nhưng chúng ta cũng không yếu. Người đàn ông gật đầu, ông nói cũng đúng. Vậy ông đi lấy đầu Diệp Quân kia đi. Nét mặt ông lão cứng đờ. Người đàn ông nhìn chằm chằm ông lão, đi đi. Ông lão vội nói, là thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn. Người đàn ông rời mắt, sau đó nhìn xung quanh, thập điện có 7 cao thủ khai đạo cảnh, thực lực của lão thập thì vượt xa khai đạo cảnh bình thường. Nhưng sau khi đến Đại Chu một chuyến, bọn họ đều đã bị tiêu diệt. Không chỉ không có cơ hội chạy trốn mà còn không có cả cơ hội thông báo tin tức, việc này có ý nghĩa thế nào? Có nghĩa thực lực của người giết bọn họ vượt xa chúng ta. Ông lão trầm giọng nói, theo chúng ta được biết, bên phía chân vũ trụ có 2 cao thủ đỉnh cao, một là chân thần kia, 2 là tỉnh tông chủ, nhưng 2 người họ đều không thể đến nơi này. Người đàn ông hỏi, sao ông dám đảm bảo không còn cao thủ đỉnh cao nào khác? Ông lão im lặng. Người đàn ông chợt nói, không phải lúc trước lão cửu từng đến nơi này à? Ông lão gật đầu, từng đến, hơn nữa còn đến Đại Chu một chuyến, nhưng không biết vì sao hắn lại không ra tay. Người đàn ông cười khẩy, hắn và lão thập không thân thiết gì, vì sao người ta phải ra tay? Đương nhiên chắc chắn nguyên nhân khiến hắn không ra tay không chỉ đơn giản như thế. Ông lão trầm giọng nói, ý của điện chủ là cửu điện chủ đã phát hiện điều gì đó. Người đàn ông gật đầu, phải. Ông lão chần chừ một lát rồi nói, vậy có còn trả thù không? Nói nhảm. Người đàn ông đứng dậy nói, lão thập là huynh đệ đồng sinh cộng tử với ta, lúc trước chúng ta từng cùng nhau đi qua mưa bom bão đạn, từng cùng nhau chơi gái. Nói đến đây, gã ta vội dừng lại. Ông lão hơi cúi đầu không nói gì, xem như không nghe thấy. Người đàn ông nói tiếp. Huynh đệ tốt của ta bị người khác giết chết, ta có thể chịu được sao? Ông lão gật đầu, lần này ông ta thông minh hơn rồi, không nói chuyện nữa. Ngài là lão đại, ngài nói sao thì ta làm vậy? Người đàn ông lại nói, nhưng, thiếu niên kia không đơn giản, nếu chúng ta tùy tiện ra tay, e rằng sẽ chịu thiệt thòi, cho nên. Nói đến đây, gã ta nhìn về phía ông lão. Mí mắt ông lão khẽ giật. Ông ta chần chừ một lát rồi cắn răng nói, nếu điện chủ có gì dặn dò, dù là lên núi đao xuống biển lửa, thuộc hạ đều sẽ không chối từ. Tuy nói như thế nhưng trong lòng ông ta đã có quyết định, nếu điện chủ bảo ông ta đi tìm Diệp Quân một mình, ông ta sẽ không chút do dự trốn đi.
có tới tận 9 điện chủ. Nhưng mạng thì chỉ có một. Dẫu sao người đứng sau Diệp Quân có thể giết cả thập điện chủ, muốn giết ông ta chẳng phải còn đơn giản hơn giết gà à? Người đàn ông nhẹ giọng nói, yên tâm, ta sẽ không bảo ông đi nộp mạng đâu. Ông lão lập tức thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông lại nói, muốn biết thực lực của những người đứng sau Diệp Quân kia mạnh thế nào cũng rất đơn giản. Dứt lời, gã ta bật cười, giúp ta mượn danh ác đạo minh gửi một lệnh truy nã ác đạo, nói rằng người nào giết chết được Diệp Quân sẽ được thưởng tổ mạch, thưởng 100 tinh thể vĩnh hằng. Tinh thể vĩnh hằng. Ông lão ngạc nhiên, run rẩy nói, điện chủ, 100 tinh thể vĩnh hằng. Ngài, có nhiều như thế sao? Người đàn ông bình tĩnh đáp, không có. Nét mặt ông lão cứng đờ. Người đàn ông lạnh nhạt nói, thứ này có sức hấp dẫn rất lớn, rất nhiều người không thể chối từ, chúng ta có thể mượn cơ hội này thử xem thực lực chân chính của Diệp Quân và người đứng sau hắn. Ông lão chần chừ một lát rồi nói, nếu thật sự có người giết được Diệp Quân kia. Người đàn ông đáp nợ. Ông lão. Người đàn ông vẫy tay, đi đi. Ông lão gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Diệp Quân. Ông lão lắc đầu, ông ta biết một khi gửi ra lệnh truy nã ác đạo này, vô số cao thủ đứng đầu toàn bộ vũ trụ đều sẽ phát điên. Tinh thể vĩnh hằng. Thật ra tổ mạch cũng không có tác dụng quá lớn với cao thủ khai đạo cảnh, thứ có tác dụng rất lớn với cao thủ khai đạo cảnh chính là tinh thể vĩnh hằng. Nhưng thần vật thế này chỉ tồn tại ở nền văn minh cấp 5. Trong tinh thể vĩnh hằng không chỉ có sức mạnh vĩnh hằng mà còn có thể nâng cấp huyết mạch và thần hồn cùng với tuổi thọ của người dùng nó, ngoài ra tinh thể vĩnh hằng này còn có hiệu quả chữa thương rất kinh khủng. Có thể nói gần như tinh thể vĩnh hằng là toàn năng. Đừng nói là 100 tinh thể vĩnh hằng, dù là 10 tinh thể vĩnh hằng cũng đủ khiến những cao thủ khai đạo cảnh cao cấp kia tranh giành đến mức đầu rơi máu chảy. Mà 100 viên, chắc chắn có thể khiến mấy kẻ đáng sợ ở Đăng Thiên vực phát điên. Người đàn ông xoay người nhìn đại điện trống không, không biết nghĩ đến điều gì, gã ta chợt trở nên đau khổ, gào thét thảm thiết, lão thập, đệ cứ yên tâm mà đi, ta sẽ giúp đệ chăm sóc thê tử. Trong tiểu tháp, Diệp Quân đã cùng Nhất Niệm nghiên cứu đạo thời gian 20 mấy năm, dưới sự chỉ dẫn của Nhất Niệm, Diệp Quân đã nắm rõ được đạo thời gian hơn rất nhiều. Mà sau khi hiểu rõ đạo thời gian, Diệp Quân cũng bắt đầu say mê. Đạo thời gian. Hôm nay, Diệp Quân đi tới một dãy núi, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại, đất trời yên tĩnh. Diệp Quân đột nhiên mở mắt, chém tới một kiếm. Không có chút tiếng động. Lúc này một cơn gió nhẹ thổi qua, trong nháy mắt, dãy núi xung quanh biến thành cát bụi, biến mất theo gió. Một kiếm thế sự xoay vần. Nhìn thấy cảnh trước mặt, Diệp Quân hơi nhếch môi. Kiếm chém xuống đủ làm biến mất tuổi thọ vạn năm. Hơn nữa hắn còn không sử dụng kiếm thanh huyên, nếu sử dụng kiếm thanh huyên, kiếm chém xuống có thể chém đi ít nhất 10 vạn năm tuổi thọ của đối phương. Một kiếm làm mất đi 10 vạn năm tuổi thọ. Dù là cao thủ khai đạo cảnh đỉnh cao cũng không dễ chịu gì. Ngoài ra bây giờ uy lực riêng chỉ nhất kiếm của hắn cũng đã tăng lên rất nhiều, không chỉ uy lực mà còn càng bí ẩn khó đoán hơn. Nếu sử dụng kiếm thanh huyên, dưới khai đạo chắc chắn sẽ bị giết chết bằng một kiếm. Về phần khai đạo cảnh, đương nhiên hắn còn chưa chắc chắn, khai đạo cảnh chân chính vẫn cực kỳ đáng sợ. Nhưng bây giờ hắn cũng hoàn toàn không sợ cao thủ khai đạo cảnh, trừ khi là gặp phải cao thủ khai đạo cảnh đỉnh cao trở về từ Đăng Thiên cảnh như Cơ Tiểu Kiếm. Cần thực chiến. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại. Thứ hắn cần nhất bây giờ là thực chiến để xem thử chiến lực chân chính của mình. Ác đạo minh. Diệp Quân rời khỏi tiểu tháp, sau đó tìm Chu Phạn. Hôm nay Chu Phạn mặc áo choàng màu vàng nhạt, vẻ đẹp còn mang theo chút khí phách. Trong tay cô ta cầm một quyển cổ tịch tên là Dục Hải Tình Mê. Bên cạnh tấu chương còn có đủ loại bình vải. Thấy Diệp Quân, Chu Phạn đặt cổ tịch trong tay sang bên cạnh, sau đó che lại bằng tấu chương. Cười nói, huynh đến à? Diệp Quân gật đầu, hắn đi tới trước mặt Chu Phạn, đang định cất lời thì Chu Phạn chợt nói, có muốn làm chút chuyện tình cảm không? Làm chuyện đó. Nghe Chu Phạn nói thế, Diệp Quân sửng sốt, câu này không đúng lắm, lượng tin tức quá lớn.
Chu Phạn cực kỳ bình tĩnh, lại nói, là việc sinh con đấy. Diệp Quân lập tức hiểu ra, hắn nắm lấy tay Chu Phạn khẽ nói, là vì thế lực nội bộ Đại Chu sao? Chu Phạn hơi cúi đầu, không nói gì. Diệp Quân khẽ nói, ta biết muội là thái tử Đại Chu, có rất nhiều chuyện không tự quyết định được, ta có thể hiểu được nhưng muội nhớ kỹ cho ta một điều, là bất cứ lúc nào cũng đừng để mình phải chịu ấm ức, hiểu không? Hai tay Chu Phạn khẽ run, sau đó cô ta ôm lấy Diệp Quân, không nói gì, chỉ vùi đầu vào ngực Diệp Quân. Diệp Quân ôm lấy eo Chu Phạn, cảm nhận chiếc eo mềm mại của Chu Phạn, hơn nữa lúc nãy khoảng cách tiếp xúc quá gần, lòng Diệp Quân cũng dao động, vài nơi bất giác bắt đầu nhảy nhót nhưng không phải là tim. Như cảm nhận được gì, mặt Chu Phạn đỏ bừng, cô ta ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn Diệp Quân. Diệp Quân bật cười. Chu Phạn khẽ nói, muốn sao? Vừa nghe thế, Diệp Quân như tiêm phải thuốc kích thích, một ngọn lửa không tên sộc lên đến não từ trong cơ thể. Nhưng Diệp Quân vẫn rất bình tĩnh, đè ép ngọn lửa đó lại. Cảm nhận được sự thay đổi của Diệp Quân, Chu Phạn ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân, Diệp Quân khẽ cười, sau khi kết hôn rồi làm chuyện đó sau. Chu Phạn nhìn Diệp Quân, tại sao? Diệp Quân nói, ta chỉ muốn cho muội hiểu rõ, ở ta ở bên muội không phải chỉ là muốn cơ thể của muội, chúng ta nên trải qua những điều cần có, đây là sự tôn trọng với muội. Chu Phạn sững sờ, sau đó cô ta vùi đầu vào ngực Diệp Quân, run giọng nói, cái miệng này của huynh không biết đã lừa gạt được bao nhiêu cô gái rồi. Diệp Quân đang định nói thì Chu Phạn đã giành nói tiếp, nói thật đi, huynh có bao nhiêu người phụ nữ? Diệp Quân khẽ hôn lên tóc Chu Phạn. Đang định nói thì thời không cách đó không xa bỗng rung chuyển, sau đó một hư ảnh chậm rãi bước ra. Chu Phạn vội đẩy Diệp Quân ra, sau đó trở lại dáng vẻ lạnh lùng, hư ảnh cúi người với Chu Phạn, điện hạ, Chu Phạn khẽ gật đầu, bình tĩnh nói. Hư ảnh xòe tay ra, một trang giấy chậm rãi bay đến trước mặt hai người, lúc nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, Diệp Quân và Chu Phạn đều nhíu mày. Lệnh truy nã ác đạo. 100 viên tinh thể vĩnh hằng. Diệp Quân cười nói, ác đạo minh thật hào phóng, lại có thể tiêu tốn 100 tinh thể vĩnh hằng để truy bắt ta. 100 viên tinh thể vĩnh hằng. Trong chiếc nhẫn lúc trước cô đưa cho hắn chỉ có 30 viên tinh thể vĩnh hằng, hắn biết tinh thể vĩnh hằng rất quý giá, có thể nói là có ích rất nhiều với cường giả cảnh giới khai đạo. Bây giờ hắn cũng không nỡ dùng. Vì bây giờ mà dùng thì hơi lãng phí. Mặc dù nhất niệm cũng có khá nhiều tinh thể vĩnh hằng nhưng dĩ nhiên hắn sẽ không lấy của cô ta. Như thế thì thất đức quá. Có thể lừa người ngoài nhưng không thể lấy của người nhà. Chu Phạn trầm giọng nói, sức hấp dẫn quá lớn, rất nhiều người không thể từ chối. Diệp Quân bỗng nói, ác đạo minh có thể tiêu tốn nhiều tinh thể vĩnh hằng thế sao? Chu Phạn hơi sửng sốt, sau đó nói, Tiểu Quân. Ý của huynh là sở dĩ họ làm thế hoàn toàn là muốn giá họa cho người khác. Diệp Quân gật đầu, trong tình huống bình thường, bát điện chủ hẳn là đã tới tìm ta. Nhưng đối phương không có động tĩnh gì, bát điện chủ này không đơn giản. Trong quyển trục mà Lệ Hàn được cho hắn đã đánh giá bát điện chủ này là người có tính cách khó chịu, thâm sâu khó lường. Thâm sâu khó lường. Phải nói rằng, Diệp Quân hơi bất ngờ. Cứ tưởng đối phương sẽ đánh đến Đại Chu nhưng không ngờ đối phương lại âm thầm chơi chiêu. Chu Phạn nhìn Diệp Quân, có dự tính gì không? Diệp Quân bình tĩnh nói, tu luyện, đợi, bây giờ hắn chỉ có thể đợi. Gặp chiêu thì gỡ chiêu. Dĩ nhiên chủ yếu là hắn vẫn thiếu thời gian, bây giờ hắn vẫn còn kém, chưa tu luyện đến chuẩn mực, đó là cơ thể. Không phải hắn muốn đi theo con đường cơ thể này. Mà bởi vì mấy kiếm kỹ của hắn đều cần cơ thể mạnh đến chống đỡ, cơ thể càng mạnh, kiếm kỹ càng mạnh. Diệp Quân quay đầu nhìn Chu Phạn, ta muốn tôi luyện cơ thể, Đại Chu có thể luyện tập bí pháp cơ thể không? Chu Phạn nói có. Dứt lời, cô ta nắm lay Diệp Quân dẫn hắn biến mất khỏi đó. Không lâu sau, Chu Phạn dẫn Diệp Quân đến một tinh không, cách trước mặt hai người vài vạn trượng là một hồ sấm. Trong hồ có vô số tia chớp màu đen nhảy múa như rắn, từng tia sấm liên tục lan ra xung quanh, cực kỳ mạnh. Chu Phạn nói, nơi này là kiếp giới Đại Chu. Diệp Quân nói, vũ trụ kiếp. Chu Phạn gật đầu, đúng vậy,
nhưng quy mô của vũ trụ kiếp vẫn còn rất nhỏ, bọn ta ước tính ít nhất sẽ vẫn còn hàng trăm triệu năm, vũ trụ kiếp ở đây mới bùng phát. Dứt lời, cô ta lấy ra một quyển trục ra đưa cho Diệp Quân, Diệp Quân hơi tò mò đây là. Chu Phan mỉm cười nói, pháp tu luyện kim cang thể bí tàng của nhà Phật, là do tổ sư phụ của chùa Phan Thiên tạo ra, xem như là pháp tu luyện cơ thể mạnh nhất của Đại Chu. Diệp Quân do dự một lúc, sau đó nói, vị phương trưởng từ thiên đó cũng từng tu luyện ư. Chu Phạn cười nói, ông ta chưa từng tu luyện, vì ông ta không có kim cang thể này. Diệp Quân hơi khó hiểu. Chu Phạn giải thích, năm đó giai đoạn đầu khi Đại Chu mới được thành lập, Thủy Tổ Đại Chu đã quét sạch mọi thứ, mà năm đó chùa Phạn Thiên từng chống đối lại Đại Chu, Thủy Tổ Đại Chu đã đánh với trụ trì thời đó của họ một trận. Phương trưởng của họ thất bại, thế là một số bí pháp của họ đã bị Đại Chu lấy mất. Thật ra, trong trận chiến năm đó, chùa Phạn Thiên suýt nữa biến mất khỏi thế giới. Sau đó vì có người can thiệp cầu xin thương tình, chùa Phạn Thiên mới có thể tiếp tục tồn tại. Nói đến đây cô ta ngừng một lúc, sau đó lại nói, ta đã trả toàn bộ kim cang thể này và vài thần thông bí pháp của chùa Phạn Thiên lại cho phương trưởng từ thiên rồi. Diệp Quân gật đầu, hắn mở kim cang thể đó ra. Vừa mở ra một tia Phật quang bỗng tiến vào giữa trán hắn. Bù! Thoáng chốc rất nhiều thông tin nhập vào trong đầu hắn. Kim cang thể. Toàn đầy đủ là kim cang vô địch thể. Một khi tu luyện thành công, cơ thể như kim cương, không chết cũng không bị tiêu diệt. Dần dần sắc mặt Diệp Quân trở nên nghiêm trọng, vì hắn nhận ra thuật luyện thể này khá lợi hại. Thật ra ở một mức độ nào đó, thể tu mạnh hơn kiếm tu rất nhiều. Dĩ nhiên là đang nói về thể tu cực kỳ mạnh vì một khi ngươi không thể đột phá cơ thể, đồng nghĩa với việc ngươi chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng bất kể ở nơi nào thể tu lớn mạnh cũng đều rất ít, có hai nguyên nhân cơ bản, một là tu luyện cơ thể cần phải trải qua những vất vả, đau đớn mà con người không thể chịu đựng, hai là tu luyện cơ thể thật sự rất tốn tiền, tốn nhiều tiền hơn kiếm tu nên không có nhiều tông môn có thể đáp ứng được chi phí của một vị thể tu. Đó thật sự quá đốt tiền. Hai vấn đề này không hề tồn tại với Diệp Quân. Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Quân chậm rãi đi về phía hồ sấm kia. Chu Phạn bỗng nắm tay Diệp Quân, cẩn thận, Diệp Quân mỉm cười, cô yên tâm. Dứt lời, hắn biến thành một tia kiếm quang biến mất khỏi đó, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trong khu vực hồ sấm. Vừa bước vào khu vực hồ sấm, vô số tia chớp lập tức trở nên cuồng bạo. Sau đó từng tia sấm chớp to như cây cột đánh thẳng xuống về phía hắn. Mặt Diệp Quân không đổi sắc, lôi kiếp ở đây quả thật chỉ như trò trẻ con so với lôi kiếp ở chân vũ trụ. Diệp Quân xòe tay ra, hai tinh thể vĩnh hằng xuất hiện trong tay hắn, hắn bèn nuốt hai viên đó. Vèo! Một nguồn sức mạnh cực lớn bỗng lao ra từ trong người hắn, sức mạnh vĩnh hằng. Sau khi sức mạnh vĩnh hằng lan ra, Diệp Quân bỗng cảm thấy cả người mình bắt đầu thay đổi, không chỉ thế mà sức mạnh ba loại huyết mạch của hắn cũng có phản ứng lại. Tinh thể vĩnh hằng. Lúc này vô số lôi kiếp nhấn chìm hắn. Trong hồ sấm, từng tia chớp liên tục đánh vào người Diệp Quân. Bên ngoài hồ sấm, Chu Phạn lo lắng nhìn cảnh tượng trước mặt, lúc nhìn thấy cơ thể Diệp Quân có thể chịu được những lôi kiếp này, cô ta mới thở phào. Ngay lúc này một hư ảnh bỗng xuất hiện phía sau Chu Phạn. Hư ảnh cúi người xuống nói, điện hạ, trong tinh vực Đại Chu bỗng xuất hiện vài khí tức bí ẩn. Chu Phạn nhíu mày, à ông thúc. Một ông lão xuất hiện, ông ta hơi cúi người với Chu Phạn. Chu Phạn nói, à ông thúc, thúc dẫn các thần vệ thiên sách canh giữ ở nơi này. Ông lão nói, ta hiểu rồi. Chu Phạn nhìn Diệp Quân ở phía xa, sau đó xoay người biến mất. Trong một tinh không nào đó. Ba người đang cúi người nhìn hoàng thành Đại Chu bên dưới. Hai nam một nữ. Người dẫn đầu là một người đàn ông, mặc áo bào hoa, trên môi là nụ cười nhàn nhạt. Bên trái gã là một người đàn ông trung niên mặc áo bào đen, tay phải người đàn ông trung niên cầm một thanh giáo dài màu đen tuyền như mực, mũi giáo lại có màu đỏ như được ngưng tụ từ máu. Bên phải gã là một người phụ nữ áo trắng, tóc dài ngang vai, mặt mày lạnh lùng. Tay trái cầm một thanh kiếm dài có vỏ. Người đàn ông trung niên áo bào hoa cúi đầu nhìn hoàng thành Đại Chu bên dưới, cười nói, lúc trước ta từng gặp Thủy Tổ Đại Chu, quả thật là một người anh hùng rất giỏi.
Người đàn ông đồ đen nói, Diệp Quân đó ở Đại Chu, người đàn ông áo bảo hoa gật đầu, ta biết. Tay trái người đàn ông đồ đen siết chặt thanh giáo, giết không? Họ đến từ vực Đăng Thiên, dĩ nhiên là vì giết Diệp Quân, 100 tinh thể vĩnh hằng. Họ cũng động lòng. Người đàn ông áo hoa cười nói, giết cái gì? Người đàn ông áo đen cười nói, giết Diệp Quân. Người đàn ông áo hoa lắc đầu. Người đàn ông áo đen hỏi, tại sao? Người đàn ông áo hoa lạnh nhạt nói, tại sao ác đạo minh không tự mình đi giết mà phải đưa ra 100 tinh thể vĩnh hằng ra để truy bắt? Người đàn ông áo đen nhíu mày. Người đàn ông áo hoa nhìn hoàng thành Đại Chu bên dưới, khẽ cười, đây là một cái bẫy, ác đạo minh muốn mượn đao giết người, đám ngu xuẩn này coi người khác đều là kẻ ngốc không có đầu óc sao? Cái bẫy. Người đàn ông áo đen nhăn mày, đại ca. Nếu đã biết đây là một cái bẫy thì sao còn dẫn bọn ta tới đây? Người đàn ông áo hoa cười nói, có lợi ích. Người đàn ông áo đen hơi khó hiểu, có lợi gì, người đàn ông áo hoa chỉ cười không nói gì. Người đàn ông áo đen nhất thời không nói nên lời. Có điều, gã cũng không nói thêm gì nữa, những năm gần đây đi theo đại ca lăn lộn, quả thật thu được không ít thứ tốt. Lúc này, người đàn ông áo hoa chợt phóng ra một luồng khí tức. Không bao lâu sau, thời không ở nơi xa chợt rung chuyển, ngay sau đó, một cô gái mặc long bào màu vàng nhạt chậm rãi bước ra. Chu Phạn. Chu Phạn liếc nhìn ba người là ai? Người đàn ông áo hoa mỉm cười nói, ba người bọn ta đến từ Đăng Thiên Vực muốn gặp Diệp Công Tử, không biết Diệp Công Tử có tiện không? Chu Phạn không nói gì chỉ nhìn người đàn ông áo hoa. Gã mặc áo hoa lại nói, ba người bọn ta không có ác ý, chỉ muốn gặp Diệp Công Tử. Chu Phạn trầm giọng nói, bây giờ hắn đang tu luyện. Gã mặc áo hoa lập tức nói, vậy bọn ta chờ ở đây, khi Diệp Công Tử xuất quan xin nhờ cô nương thông báo một tiếng. Chu Phạn nhìn thoáng qua người đàn ông áo hoa rồi khẽ gật đầu, được, nói xong cô ta quay người rời đi. Sau khi Chu Phạn đi, người đàn ông áo đen cười khẩy, Đại Chu này còn để chúng ta chờ thật, đúng thật là. Câm miệng. Nữ kiếm tu áo trắng vẫn luôn giữ yên lặng đột nhiên lên tiếng, cô ta nhìn chằm chằm người đàn ông áo đen, đầu óc không đủ dùng thì nên ít nói lại, sợ người khác không biết mình ngu xuẩn à, gương mặt người đàn ông áo đen cứng đờ. Gã hừ một tiếng nhưng không dám nói thêm gì. Tính tình tam muội nóng nảy, chọc giận cô ta thì cô ta có thể ghi thù mấy chục năm. Gã cầm đầu mặc áo hoa nói, nhị đệ, đệ nên học cách thay đổi hướng suy nghĩ vấn đề. Đệ nghĩ mà xem, thực lực của chúng ta vượt xa cô nương lúc nãy, nhưng cô nương đó đối mặt với ba người chúng ta có e sợ chút nào không? Không, kể cả lúc ta nói xuất thân từ Đăng Thiên Vực, trong mắt cô nương đó cũng không hề dao động. Gã mỉm cười sau đó tiếp tục nói, sở dĩ cô ta bình tĩnh và kiên định như vậy là có hai nguyên nhân. Thứ nhất là cô ta vô tâm và cực kỳ ngu ngốc. Thứ hai cô ta rất tự tin, căn bản không hề sợ chúng ta, người đàn ông áo đen hạ giọng nói, là nguyên nhân thứ hai. Người đàn ông áo hoa gật đầu, đúng vậy, trước khi đến ta đã điều tra, thập điện ác đạo từng tấn công Đại Chu nhưng toàn quân bị tiêu diệt. Tuy rằng vị thủy tổ của Đại Chu mạnh nhưng không có khả năng quét sạch toàn bộ thập điện ác đạo. Nói cách khác sau lưng Đại Chu này còn có cường giả siêu cấp. Có thể nói sau lưng Diệp Công Tử kia còn có cường giả siêu cấp. Người đàn ông áo đen hơi kinh ngạc, đại ca còn điều tra chuyện này sao? Người đàn ông áo hoa nói, trăm viên tinh thể vĩnh hằng, món hời lớn như vậy, sao lại không điều tra chứ? Nói đến đây, gã nhìn thoáng qua hoàng thành Đại Chu ở phía xa sau đó nhẹ giọng nói, những năm gần đây, ba huynh muội chúng ta làm không ít những chuyện giết người cướp của, lấy được không ít tiền bất chính. Có thể nói là thuận buồm xuôi gió nhưng chính vì vậy chúng ta càng phải hành động thận trọng hơn, phải biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, có một vài nhân quả phải gánh chịu nhưng cũng có vài nhân quả tuyệt đối không thể dính vào. Người phụ nữ váy trắng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Người đàn ông áo đen do dự nói, đại ca, cẩn thận không sai nhưng có câu nói rất đúng rằng, truy cầu phú quý trong tình cảnh hiểm nguy, người đàn ông áo hoa cười nói. Nhưng trong tình cảnh hiểm nguy cũng dễ chết, trên con đường này có muôn vàn người tranh nhau, chúng ta phải học được cách nhìn xem người nào động vào được, người nào không thể động vào và người nào có thể kết giao.
Nói đến đây gã lại nhìn phía Hoàng Thành Đại Chu, chờ gặp vị Diệp công tử này, chúng ta sẽ biết được hắn thuộc loại nào. Người đàn ông áo đen thấp giọng nói, không chỉ có chúng ta đến tìm Diệp công tử, nếu người khác nhanh chân đến trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 87.